Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì sẽ có một chuyến house tour cùng với lại Miss Q và những người bạn đồng hành cùng với Miss Q, chắc chắn là mọi người cũng đã biết rồi. Ten 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 ten. Là kỹ lưỡng. Em với đôi bàn tay, đôi bắp tay này của em thì em biết được đôi bắp tay là cái này diễn mà che hoài. Che chứ. Che chứ. Em nhỏ quá. Đúng rồi, phải che. Ok rồi. Đây là một khu vực dành che riêng em. Chị có gì mời bọn em ăn không? Chứ bây giờ đòi á. Giống như là mình đang hơi giữa lòng thành phố vậy đó mọi người. Phần 2, phần 3 là đến nhà Quyên ở một cái căn khác. Bây giờ đến phần này là một căn. Ủa, nhưng mà giữa chị Quyên với chị Lan Ngọc thì ai đủ có mua cái căn nhà này? Trời em ơi, tất nhiên là chị rồi. Hoàng Quyên á, giàu như vậy rồi thì cần gì phải lấy chồng nữa đúng không? Rồi. Đủ tiền mua này rồi. Ở đây nhà chị mua hay nhà Jack mua? Nhà chị mua à? Jack chưa cho chị một cái gì. Dạ. Khu vực đảo bếp này ghê đó. À, không phải, đây là quầy bartender, không phải đảo bếp. Ôi hả, xin lỗi. Với cái dàn ghế này á, mọi người biết là tổng cộng hết bao nhiêu tiền ở đây không? Gần 10 tỷ. Thích không? Trời, con cái dàn lá rồi. Đây là một cái không gian rất là rộng rãi và thoải mái nhất mà mỗi lần mà Quyên về đến nhà thì rất là muốn ngã vào đây. Đây là hồ chăn chuối, những bạn này là những bạn mà rất là thường xuyên qua bên đây chơi. Ok, rồi mọi người cảm thấy cái phòng khách này như thế nào đó? Trần cao không tầng phải không? Thiết kế quá sang trọng. Mọi người ơi, và bây giờ thì tập này cũng đã kết thúc rồi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu khám phá từ từ nhiều hơn nữa những cái ngóc ngách trong ngôi nhà của Miss Q. Hãy chờ đón xem những tập tiếp theo nha. Bye bye.